bạn gái khỏa thân chạy ra đường giữa đêm, chàng trai và cảnh sát tá hỏa đi tìm. Vào đúng nửa đêm, lễ tân khách sạn tất tả gõ cửa phòng thông báo bạn gái anh vừa chạy ra ngoài đường trong tình trạng khỏa thân. Sau đó anh đã đi đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Vào lúc 1 giờ sáng, một nam thanh niên chạy đến đồn cảnh sát thành phố Tề Cát Nhĩ, tỉnh Hắc Lâm Giang, Trung Quốc mong muốn được giúp đỡ. Người này cho biết mình là khách du lịch và cùng bạn gái uống rượu say trước khi đi ngủ. Vào đúng nửa đêm, lễ tân khách sạn tất tả gõ cửa phòng thông báo bạn gái anh vừa chạy ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh nhìn vào giường thì bạn gái nằm bên cạnh đã biến mất, trong khi tất cả quần áo, túi sách, điện thoại di động đều ở đây. Anh cùng nhân viên khách sạn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy. Sau đó anh đã đi đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương lập tức tìm kiếm, bởi cô gái say rượu trần truồng chạy ra ngoài đường như thế này rất nguy hiểm. Cảnh sát chia thành 3 nhóm, trong đó một nhóm xem camera giám sát các tuyến đường, hai nhóm tìm kiếm ở những nơi có thể gặp cô như bệnh viện, các khu công cộng. Sau hơn 3 giờ không thấy tung tích, bất ngờ điện thoại cô gái vang lên. Đó là cuộc gọi của cô gái mất tích. Cô nói không biết mình đang ở địa chỉ nào. Cô mượn điện thoại của người đi đường để gọi. Người này không phải là dân địa phương ở đây. Sau khi tả lại cảnh xung quanh, cảnh sát nhắn cô đứng lại tại chỗ và nhanh chóng đi xe tới đón. Cô gái kể lại, sau khi uống rượu say trở về phòng khách sạn, cô đã cởi bỏ quần áo và đi ra ngoài đường. Cô đến một công viên nhỏ và nằm xuống ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, cô hoảng hốt khi thấy tình trạng mình khỏa thân giữa đường nên trốn vào trong ngõ và chờ có người đi qua. Lúc trời vừa sáng nhìn thấy một người qua đường, cô đã xin gọi nhờ điện thoại để thông báo cho bạn trai. Tìm thấy bạn gái bình an trở về, nam thanh niên vui mừng khôn xiết. Cảm ơn các anh rất nhiều, các anh đã làm việc nhiệt tình, không ngủ suốt mấy tiếng qua để tìm bạn gái tôi. Nam thanh niên xúc động nói lời cảm ơn tới cảnh sát địa phương. Trong khi đó, cô gái vô cùng xấu hổ với hành động của mình trong lúc say rượu. Có lẽ từ nay tới già, cô không dám đụng vào giọt rượu nào cả. Những sự thật có thể gây sốc về quả cà chua ai cũng từng ăn. Cà chua là một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trên thế giới, không chỉ bởi hương vị thơm ngon và hấp dẫn, mà nó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của con người. Ở phần lớn những quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước phương Tây, cà chua được sử dụng ở hầu hết các món ăn, nhất là khi cà chua vào mùa, quả to, chín mọng và vẫn còn được hơi ấm từ ánh nắng mặt trời. Là một loại thực phẩm phổ biến và tưởng chừng như chẳng chứa đựng bất cứ điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, ít người biết rằng có rất nhiều những sự thật vô cùng thú vị về loại thực vật màu đỏ này. 1. Trước kia con người từng coi cà chua là một quả giống độc. Theo tạp chí Smithsonian, vào những năm 1700, người châu Âu có thái độ ghẻ lạnh với quả cà chua bởi vì rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc đã ngã bệnh, thậm chí là tử vong sau khi ăn cà chua hoặc món ăn có cà chua. Lúc đó, cà chua được gọi với cái tên trái táo độc phỏng theo trái táo đỏ trong câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tuy nhiên, đây có thể coi là một vụ án Noel, bởi thủ phạm không phải là những trái cà chua mà do những chiếc đĩa làm từ thiết được người ta sử dụng để bày biện món ăn. Theo nghiên cứu khoa học, cà chua là loại thực vật có tính axit cao. Chất axit này có khả năng gây nguy hiểm cho con người nếu tiếp xúc với những kim loại nặng hay thiết. 2. Trung Quốc là nông trại cà chua lớn nhất thế giới. Cà chua không được dùng trong các món ăn của Trung Quốc nhiều như những nước phương Tây, nhưng trên thực tế, Trung Quốc đại lục lại là nơi trồng nhiều cà chua nhất thế giới. Nước này xuất khẩu không chỉ cà chua nguyên quả mà còn xuất khẩu cả các chế phẩm từ cà chua. 3. Hầu hết cà chua có nguồn gốc Mỹ đều được thu hoạch tại bang California. California là bang chiếm đến 96% sản lượng cà chua qua chế biến tại Mỹ và 1/3 năng suất cà chua tươi tại Mỹ. Florida là bang thứ hai đứng sau California về thống kê này. 4. Mỗi người Mỹ ăn khoảng 10 kg cà chua một năm. Một nửa trọng lượng tiêu thụ đó là cà chua đã qua chế biến dưới dạng sốt. 5. Quả cà chua còn có tên gọi khác là đào sói.
cái tên này chỉ đơn thuần được người ta dịch ra một cách tự nhiên từ tên khoa học của nó. Thứ 6, cà chua sẽ bị mất đi hương vị khi để trong môi trường nhiệt độ thấp. Quả cà chua sẽ càng có hương vị thơm ngon khi càng chín hơn. Tuy nhiên, khi để ở môi trường có nhiệt độ thấp như tủ lạnh, quá trình chín của cà chua sẽ bị ngăn cản. Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh cũng làm phá vỡ đi cấu trúc màng ở lớp thịt quanh quả cà chua và biến nó thành dạng bột. Thứ 7, cà chua là một trong những tiên dược trong chăm sóc da mặt. Cà chua có tính axit, đây chính là một trong những yếu tố khiến cà chua được các chị em phụ nữ tin tưởng trong việc sử dụng làm mặt nạ chăm sóc da mặt. Nó sẽ giúp tẩy da chết, làm da đỡ nhờn hơn. Thứ 8, quê hương của quả cà chua là dãy Andes. Nhiều nguồn tài liệu cho rằng nước Ý là quê hương của giống cà chua. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn sai. Thực chất, loại thực vật này được trồng lần đầu tiên trên dãy núi Andes bởi những người Aztec và Incas vào khoảng thời gian 700 năm sau công nguyên. Thứ 9, giống cà chua xuất hiện đầu tiên được loài người biết không có màu đỏ. Những trái cà chua đầu tiên được phát hiện ra có màu vàng tươi và kích thước rất nhỏ. 10, có khoảng 10.000 giống cà chua khác nhau tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một vài trong số đó được gọi với những cái tên rất kỳ lạ và hài hước như Baby K, Banana Leaf, Cream Sausage, Gremlin, July X hay Mr. Ugly. 11. Cà chua thực chất là một loại quả nhưng cũng có thể được xếp vào họ rau. Về mặt sinh học thì cà chua đích thị là một loại trái cây giống như chuối, cam, quýt hay dưa hấu. Ban đầu người ta cũng biết điều này. Tuy nhiên sau này, cà chua lại được xếp vào giỏ hàng rau củ chỉ bởi một đạo luật thuế quan ở Mỹ. Theo đó, đạo luật này đánh thuế vào tất cả các loại rau quan trọng, còn hoa quả thì không. Tuy nhiên, cà chua là loại quả duy nhất là đối tượng áp dụng của đạo luật này. Hiện tại, đạo luật này không còn tồn tại nữa, nhưng có lẽ người ta đã quá quen thuộc với việc coi cà chua là một giống rau. Ngỡ ngàng hình dáng của tổ tiên, các loại củ quả quen thuộc trước khi được thuần hóa. 1. Dưa hấu. Tổ tiên đầy hoang dại của dưa hấu là loài thực vật quả nhỏ sống ở sa mạc. Ruột màu trắng xốp có vị đắng. Dầu từ hạt của loài dưa hấu sa mạc này được sử dụng cho sản xuất dược liệu hoặc xà bông tắm. Giống dưa này được trồng đầu tiên ở châu Phi, sau đó lan rộng ra các địa trung hải và qua các nước châu Âu. Sau nhiều quá trình chọn lọc, giống dưa hấu dại này đã chuyển dần thành màu đỏ và nhiều thịt hơn. Ước tính so với tổ tiên của nó, loài dưa hiện đại đã tăng từ 50mm đường kính lên 660mm đường kính. Năm 2000, quả dưa hấu nặng nhất thế giới đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với cân nặng 121kg. Thậm chí, nhờ bàn tay của con người, quả dưa tròn không hạt còn có thể biến thành hình vuông. Thứ hai, chuối. Những quả chuối đầu tiên xuất hiện cách đây ít nhất 7.000 năm trước và có thể là 10.000 năm trước. Chuối ngày nay bắt nguồn từ hai giống hoang dã chính trong tự nhiên là Musa acuminata và Musa bambiciana. Chúng có hạt lớn, cứng và có đường kính lên đến 6mm. Ở các nước đang phát triển, chuối không chỉ để ăn mà còn được chế biến thành nhiều món khác nhau như chiên, luộc, nướng, ngâm rượu hoặc thậm chí là có cả bia chuối. Giống chuối hiện đại có hình dáng thon gọn và lớp vỏ bên ngoài có thể bóc dễ dàng. So với tổ tiên của nó, hạt của giống hiện đại thì nhỏ hơn, ngon hơn và giàu dinh dưỡng hơn. Thứ ba, cà tím. Để tiến hóa được đến ngày nay, quả cà tím đã từng là một giống cà hoang dại mọc bên đường, quả nhỏ, ít thịt, màu sắc đa dạng từ trắng, xanh, tím vàng, nhiều giống có gai, thậm chí là có độc. May mắn thay, con cháu thế hệ sau của chúng lớn lên nhiều về kích thước, không có độc, màu tím, suôn dài và không còn gai nữa. Thứ tư, cà rốt. Bạn có thể không tin, nhưng cà rốt hoang dã ban đầu được trồng để lấy hạt. Những củ cà rốt đầu tiên được trồng sớm nhất vào thế kỷ thứ 10 ở Ba Tư và Tiểu Á. Ban đầu, chúng chỉ là một cái rễ mỏng màu tím hoặc trắng. Sau nhiều quá trình chọn lọc giống, cà rốt hiện đại mất đi sắc tố màu tím,
khiến chúng trở thành màu vàng cam như ngày nay. Những củ cà rốt màu da cam như ngày nay lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Lan vào thế kỷ 17. Thứ 5. Ngô. Trước khi thuần hóa, tổ tiên của bắp ngô đầy hạt mụn mịn mà chúng ta ăn ngày nay đã từng là một tép hạt dài chưa đầy 2,5cm nằm trên cây cỏ dại tên là Teosinte, và mỗi cây cỏ dại này chỉ có một bắp duy nhất như thế. Ngô được thuần hóa lần đầu tiên vào năm 7000 trước công nguyên. Ngày nay, ngô hiện đại lớn gấp 1000 lần so với kích thước của tổ tiên nó 9000 năm trước. Bắp ngô ngày nay cũng dễ bóc hơn, nhiều dinh dưỡng hơn và dễ trồng hơn. Trăm bắp ngô hiện đại chứa 6.6% là đường, trong khi tổ tiên của nó chỉ chứa 1.9%. Những thay đổi nhiều nhất của nó diễn ra trong thế kỷ 15, khi người định cư ở châu Âu bắt đầu trồng ngô làm thức ăn. 6. Cà chua. Nhờ bàn tay thuần hóa tuyệt vời của con người, cà chua ngày nay đã thay đổi về kích thước, màu sắc và mùi vị. Tuy nhiên, tổ tiên của nó không tuyệt chủng. Hiện nay, một số giống cà chua hoang dã vẫn đang được người dân bản xứ tiêu thụ vì chúng giàu kali và vitamin C. Thứ 7. Dâu tây. Ngay từ khi xuất hiện, giống dâu tây hoang dã đã có vị thơm ngon với mùi hương rất tinh tế, dù kích thước chỉ nhỏ bằng quả hạnh nhân. Điều đáng tiếc là sau quá trình chọn lọc giống, dù kích thước của nó đã lớn lên gấp nhiều lần, mùi vị tinh tế ban đầu của nó vẫn không còn nữa. Thứ 8. Khoai tây. Hình ảnh bạn đang thấy là giống khoai tây bản địa đến từ Nam Phi. Nếu nhìn bề ngoài thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhận ra chúng là khoai tây, bởi nó có rất nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Không ít tổ chức ở Nam Phi đang cố gắng bảo tồn sự đa dạng của giống khoai tây này và quảng bá mạnh mẽ chúng ra thị trường thế giới. Qua hàng trăm năm chọn lọc, giống khoai tây phổ biến mà chúng ta ăn ngày nay có hình dáng trơn bóng hơn và màu đồng nhất hơn. Cứ như thế, theo quy luật chọn lọc tự nhiên và quy luật tiến hóa, không biết 20 năm nữa, những giống rau củ hiện đại mà chúng ta ăn ngày nay sẽ trở thành như thế nào nhỉ?